Hello mọi người, xin chào đã trở lại với kênh Xin Chào Houston. Thì ngày mai thứ bảy, ngày mốt chủ nhật là nó lạnh rồi đó. Cho nên hôm nay mình bắt đầu mình sẽ làm một cái nhà kính nhỏ nhỏ. Thì đây bây giờ mình làm đây thì nó cũng chưa xong, nhưng mà khi xong rồi sẽ cho mọi người xem. Nhưng mà bây giờ là mình phải đi hái mấy cái bông này. Cái bông sao đũa mình hái tiếc thiệt á, chắc cái này phải chờ tới ngày mai rồi hái luôn. Mình hái xong rồi cái mình cắt cái này đi. Còn rất là nhiều bông, các bạn thấy không? Còn rất là nhiều bông, nhưng mà mình sẽ cắt sát xuống dưới này. Cắt sát xuống dưới đây. Rồi các bạn đầu mình trùm nó lại, tại mình sợ nó lạnh nó chết á. Ủng cái cây này đi. Từ bữa trước tới giờ hái cũng rất là nhiều bông đó, hái cũng được 20 bông rồi. Nè các bạn thấy không? Đó, mấy cái bông sao đũa này. Đó. Thì đây là được 4 bông rồi nè. Rồi bên đây nè, các bạn thấy không? Nó nở đã không? Đó. Bông sao đũa này được cái là bông sao đũa này là tứ quý. Cho nên hy vọng là mình giữ lại được, cũng tiếc thiệt đấy chứ. Bây giờ phải cắt một cây uổng quá. Đó, bây giờ mình hái như vậy. Các bạn nhìn nó ra còn rất là nhiều bông đây. Nè, tiếc thiệt đó. Giờ cái cây này không biết làm sao để mà giữ lại luôn nguyên một cái cây. Thì để mình thử mình coi, thử mình kiếm cách mình trùm nó lại có được không. Rồi sẽ cho các bạn xem. Bên đây bông rất là nhiều bông. Nhiệt độ bây giờ ngày mai là bắt đầu ban ngày là sẽ 80 mấy độ. Nhưng mà tối lại cái bắt đầu nó lạnh. Cho nên mình làm đỡ cái nhà kiến này mình làm bằng mấy cái ống PVC. Rồi cái bắt đầu mình lấy mấy cái, mình đi Dollar Tree á, cái mình mua mấy cái này nè, mấy cái curtain, shower curtain á mà clear đó. Xong mình về mình bỏ lên trên này, mình dán bằng đất thép thôi. Dán ở trên, dán ở dưới ha. Mình dán ở trên xong có mình lật ngược nó lại, cái bắt đầu mình dán cái phần dưới. Cái chỗ này sẽ là cái cửa. Cái cửa chỗ này thì mình cũng đang chế cái cửa đây, thì cũng chưa biết là sẽ làm như thế nào. Hiện tại là cái cửa này là nó đại loại là như vậy. Nhưng mà chắc mình sẽ lấy Velcro mình dán ở đây. Velcro của mình mở ra. Chứ còn bây giờ chỉ là đất thép thôi. Thì gió, mình sợ gió nó sẽ nó. Còn phía dưới nó có sẵn cái cục 500 đây rồi. Thì mình sẽ làm thêm vài cục 500 nữa cho nó. Mình sẽ dời cục này qua bên đây để cho nó hít vào, cho nó giữ cái cửa lại. Rồi mình sẽ kiếm cái gì đó mình chèm ở trước cái cửa này cho hơi nó không có vào. Đó. Thì, đó. Bây giờ chưa xong cho nên lát nữa xong rồi sẽ cho các bạn xem. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều cây cần phải bỏ vào trong đây. Chẳng hạn như mấy cái cây ổi nè. Đó, mấy cây ổi này ươm. Có một điều phát hiện ra mọi người nha. Nè. Ăn cây ổi đó, với cái hạt đó. Cái bây giờ phát hiện ra nó lên một cây nè. Mà không những vậy, chỗ này nè. Đó. Lên một đống ổi nè. Chắc cái mùa đông này chắc kiếm cái chậu gì úp nó lên. Ha. Úp nó lên nha. Rồi nếu nó còn sống năm tới thì mình ăn. Đây, cái dàn thì cái dây thiên lý nè. Thì năm ngoái mình cũng làm như vậy đó, mình úp nó lại cái nó có sống á, cái nó lên lại chút xíu vậy đó. Mấy cái này chắc phải bọc hết lại. Đó. Đây này. Trời Houston vui quá. Đó. Năm này nó nắng quá, cái bây giờ nó nở hết bông rồi. Queens nè, đó. Queens nó nở bông rồi. Cũng nhờ cái nắng vừa rồi đó, cho nên mấy cái bông điên điển của mình nó mới nở đó. Chứ tháng 12 mà trời nhiệt độ 80, bảy mấy 80. Đó. Trầu. Cho mọi người xem trong cái cây trầu này nó có một cái điều ngạc nhiên này đó. Cái lá dứa. mọc lên một góc lá dứa ở trong này. Dây trầu này mình cũng sẽ giữ. Củ này, để coi nó phình ra cái củ chưa ta. Nè, các bạn thấy không? Lần lần nó lớn lần rồi nè. Ra cái củ nè. Đó, đây nè. Đó. Cái mùa này là cái mùa strawberry đó mọi người. Đó, chứ mấy cái vườn strawberry người ta cho mình đi hái rồi đó. Strawberry của mình thì cũng được vài trái, có mấy cái bông. Con của mình nó khoái strawberry lắm.
đu đủ nhà người ta thì nó ra trái hết rồi, đu đủ mình bây giờ nó mới có bông mà không được không à, thôi chịu thua, trời lạnh xuống hy vọng là nó sống nổi. Này xà lách bữa trước vợ mình trồng thì bây giờ nó lên sơ đây. Cái cây này là cái cây đậu rồng, cái hạt nó rớt xuống bây giờ nó lên này. Đây nữa nè, đâu phải mùa nó đâu. Còn cái gốc đậu rồng mình cắt bữa trước bây giờ nó nứt ra lại, nứt ra mấy cái nụ. Rồi bên đây cũng mấy cái cây này đây, nó phình ra chỗ này thành một cái củ. Ok mọi người, rồi bây giờ mình sẽ đi sẽ cho các bạn xem để làm xong cái đó rồi bỏ đồ vào trong đó rồi sẽ cho mọi người xem. Cái lần trước mình cho mọi người xem là cái này mình mới cắm xuống, bây giờ các bạn nhìn là nó lên rồi nè, không đó lên rồi đó, tầng ô. Ok, để làm xong rồi cho mọi người xem. Ok mọi người, thì bây giờ là mình tính làm như vậy nè, mình lấy cái sợi dây mình cọt nó lại nè, mình cọt nó lại như vậy, xong rồi mình lấy cái bao này mình trùm nó lại, mình lấy cái bao mình trùm nó lại, mình đóng thêm cái cây trụ ở đây cái cho nó cứng, cho nó giữ lại cái đó, mình cọt cái cây vào đó cho gió nó thổi nó không có bị lung lay, nó ít bị ảnh hưởng này. Với lại cái ngọn của cái cây PVC này á, nó cao hơn cái cây này, cái bông sao đũa nó gần nở nữa. Thì bây giờ là nhiệt độ là 70 mấy, nhưng mà tối này nó xuống còn 50 mấy à, thì chắc sáng mai mình mới bọc nó lại, nhưng mà mình làm sẵn như vậy. Ok, thì mình bọc nó là cái bao như vậy nè. Đây cái bao thì cái bao rác mà 42 ga lông đó mọi người, cho cái thùng lớn á, nhưng mà một cái thì nó không có đủ cho nên mình làm hai cái, để lát mình trùm lại cho mọi người xem. Ok khi mà mình trùm nó lên thì nó sẽ như vậy đây đó. Rồi phía dưới mình sẽ lấy sỏi này mình chèm lại để cho nó hơi lạnh nó không có vào đó, như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục cho những cái khác. Rồi thì đây sẵn đây cho mọi người xem luôn ha. Đây nè, đây là để dành được bữa đó tới giờ nè, cứ hái vài bông vậy đó. Đó để rồi nấu cái nồi lẩu hả, nó lẩu thôi em. Hay ra chặt cây chuối rồi mới đuôi nó. Chặt cây chuối hả? Đúng rồi, nó lạnh quá mà. Lạnh. Sẵn cây chuối đây, nhưng mà nghe mấy người cử kêu năm mới đầu năm mà ăn chuối. Ăn chuối là cả năm đi ăn chuối. Thì cây chuối mình trồng đây thì chắc chặt cây chuối này ăn. Chuối này ăn thân được nè. Cái lá để lá bánh tét. Lá gần tới tết rồi. Có nhiều loại chuối ăn được, có nhiều loại ăn không được. Mấy cái này em nè, mấy cái này cần bọc lại một cái không? Chắc bọc lại cái đi ha. Năm mới mình bọc cũng có sống đâu. Có hạt nhiều lắm. Nhiều lắm, bên này nữa. Cái này thì trồng nó dễ thôi mọi người ơi. Cái này chỉ cần bỏ hạt xuống, cái là năm tới tự động nó mọc lên nè. Nè. Đó. Giờ đâu mình bỏ hạt đâu, nó có sẵn giống. Nó sẵn dưới đất đó rồi, nó lên. Nhưng mà chắc bọc lại một cái lỡ có hết bữa ăn. Anh chú. Cái cây hồi sáng mà, cái phụ thật lại cái gì không? Cái cây ở sáng lấy cái thùng mình bịt lại. Dạ, chỗ này hả? Trên mạng em hỏi mấy bạn trên mạng mấy này spinach. Này hả? Rớt xuống hả? Năm ngoái em trồng được có một cây duy nhất à. Một cây duy nhất thôi. Năm này nó nhiều dữ ta. Biết tại không? Nó rớt hạt xuống đây. Đi em vậy, đi em vậy. Đi em vậy hả? Đi em vậy. Oh. Trời ơi, vợ tôi. Đi em vậy luôn đi. Mọc nhá. Để vậy để cho nó qua được cái lạnh tối này. Chờ ngày mai. Thì cây rớt cái đất người ta nói nó nhiều vô số. Đi làm đồ mà tự nhiên quay cho mọi người xem nè, đây nữa nè, đó nó đó, nó cái hạt nó rớt ra không. Với lại bên đây là cái hạt của cái cây tía tô Nhật nè, nó rớt nhiều lắm nè, các bạn nhìn cái lá kỹ nè, đó thấy không, đó nhiều lắm. Ok, trở lại làm cái này tiếp tục.
kính tự chế. Ok mọi người, thì đây xong rồi. Xong cái nhà kính. Quá đẹp luôn. Bỏ cây vào trong này. Cái mai, mấy cái bông, mấy cái sàn đá. Này. Nhà kính này làm bao nhiêu tiền? À, mấy cái ớt trong này. Đó. Cái này hả? Em cầm cũng quay luôn. Này đẩy cái nắp lại là mình lấy Velcro mình làm. Phần dưới thì có 500 để nó hút mình. Và mình sẽ kiếm cái đồ mình chèm ở trước nữa. Mình chưa xong, mình coi như là tạm xong rồi đó. Đó. Cái này là chỉ là mấy cái ống PVC thôi, giống như mình nói mọi người đó. Đây. Còn cái kệ này tự mình đóng mấy cái kệ để mình chia ra cái ngăn vậy thôi. Đó. Thì cái này là mấy cái ống PVC mình có sẵn rồi, cái mình gắn nó vào một cái khung hình chữ nhật vậy thôi. Rồi bắt đầu mình lấy mấy cái liner này nè của Dollar Tree, bây giờ đồng 25 cent. Dollar Tree bây giờ nó lên cái gì cũng đồng 25 cent rồi. Mua cái thì chung quanh cái này là mình làm được, mình cần 3 cái. Đó. 3 cái là 3 đồng 75 cent. Rồi một cái ở trên cùng, cái trên cùng mình cắt làm đôi ra. À, cái trên cùng đó là tính đồng luôn đi. À, 4 đồng, 5 đồng luôn rồi. Đây 5 đồng, còn mấy cái ống PVC thì mình có sẵn rồi, nếu mà các bạn mua thì nó tốn tiền, tất nhiên là tốn tiền rồi. Rồi cái này là mình xài duct tape, mình tape nó lại với nhau vậy đó thôi. Thì nếu mà các bạn có duct tape thì xài, còn nếu mà không thì mình xài duct tape thì mình thấy nó tiện hơn, tại vì mình duct tape như vậy thì khi mà trời nó nóng á thì nó dính vào chặt hơn. Vậy thôi. Rồi mình dưới cái kẽ này thì mình có thể hở lên, các bạn thấy không? Thì cái hơi nó vẫn vào, nhưng mà mình sau này mình lấy, mình sẽ kiếm cái đồ mình chèm ở đây, hoặc là đất cát gì đó, mua mấy cái bao đất nè thì mình có thể lấy cái đất mình chèm xung quanh đó. Còn nếu mà các bạn làm ở ngoài vườn của các bạn á, thì các bạn có thể cho nó vào xuống dưới đất á. Thì đây vậy thôi. Rồi phía ngoài thì mình làm một cái Velcro nhỏ như vậy để mà khi mình mở nó ra cái mình gắn vào đây thì nó nằm ở đó, nó không có ảnh hưởng tới cái cửa nó đóng lại. Thì đây là cái nhà kiến của mình, thì có những cái cây mình để vào đây. Cái này mới mua bữa trước nè, mấy cây mai, mấy cây ớt để vào đây cho nó vui, tại nó bây giờ nó cũng còn ra bông nè. Không, đó là cái nhà kiến của mình sơ sơ vậy thôi. Rồi, để tiếp tục quay cho các bạn xem cái phần còn lại. Mọi người nghe tiếng gió không? À, hôm nay là chủ nhật đó, thì cái cây, cái lá của cái cây này nó rủ xuống rồi mọi người, này không thấy không, nó cũng chưa chịu nở cái bông nữa. Thôi lát nữa mình sẽ bọc nó lại hết. À, thì nhiệt độ bây giờ là chừng 39 độ thì nó cũng không có sao, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi bây giờ trước tiên là mình sẽ đi cắt mấy cái lá trầu, xong đó rồi mình mới tủ cái đấy trầu này lại. Bên đây cũng vậy, sẽ cắt bớt một vài lá trầu để giữ, rồi sau đó sẽ làm cái tiếp theo là cái tầng dày lá. Rồi giờ mình sợ nó héo cái uổng, bỏ uổng cái thân thì nó không có chết, mà cái lá sợ nó héo cái mình cắt hết luôn. Đây được một đống đây, thì cái lá này vào xài và mình cần xài. Đây bên này cũng vậy, cắt nó hết rồi, mình bỏ cái ống vô để đó, mình trùm cái bao lên cho nó cao cao một chút. Ok, sẵn đây cho mọi người xem bên kia luôn. Mới chú ý thấy anh hàng xóm của mình thì năm nào anh cũng làm, nhưng mà bây giờ cho mọi người xem đó. Hai anh em thường nói chuyện lắm cho nên anh để cái thang ở đây. Đây bên nhà của anh đó. Anh trồng cây là anh trồng trong chậu đó. Anh lấy cái dù anh che đó. Rất là nhiều dù. Anh là hàng xóm người Phi của mình bên đây, năm này cũng làm cái lồng nhỏ. Cái vàng đó là cái vàng gất. Cái chuồng này anh đang nuôi mấy con chim
chim bồ câu mà. Chim bồ câu này mình chưa bao giờ mình thấy. Nó đẹp lắm mọi người. Bạn coi cái hình đỡ đi ha. Không có qua đó không quay được. Làm một bên đây ta. Để chút coi tới lượt mấy cái thằng này nữa nè. Nó héo nè. Cái phần ở trên nó héo rồi thấy không? Nếu mà cái này mà để nữa, tối này nữa là nó đi luôn á. Cho nên mình phải cắt nó tỉa nó. Cái này thằng con mình bữa trước nó nhổ lên cái vợ mình trồng xuống lại mà coi bộ nó không có, coi bộ nó chết rồi đây. Để mình coi, mình nghĩ mình lấy vào mình trồng vào cái chậu nước trước đi. Cái này trong nước đem vô trong cái lồng chiến để đó đi, chứ còn bây giờ nó đã trẻ héo như vậy rồi cũng dễ sợ. Nó bứng ra nè, mà hơn là nó còn lại được cái gốc chút xíu cái nó lên cái cây này. Ok, rồi, để mình trồng hai cái này rồi mình đi qua mình làm bên kia. Xong bên kia rồi, bây giờ tới lượt cái này. Một rừng tầng dày lá. Ok, sẽ cắt sát xuống dưới đây. Rồi mình tủ lại, rồi những cái thân này mình sẽ ươm trong cái nhà kiến, coi thử nó sống không, những cái lá thì mình giữ lại mình ăn được cái nào. Rồi các bạn xem đi, trước và sau. Đó, vì sự sống còn của nó, ngày mai mình cắt nó te tua như hôm nay vậy đó. Rồi, những cái này mình sẽ cắm vào, rồi cái lá ăn, rồi còn cái thân thì sẽ cắm vào ra nước, chôn dưới đất cũng được, mình có cái nhà kiến mà, kiếm cái chậu bự cắm vào. Nó ra rễ giống như mấy cái thằng này là mình sẽ đem ra mình cắm lại. Ok, đây được một cây, hai cây, ba cây, trong đó bốn cây, trong này nó lên này, anh thấy không, nó lên dưới gốc nó lên nè. Ừ. Mà mấy cái này nó nứt ra chỉ có tư bốn cây đó, làm gì có đất nó lên nè. À hả, nó mọc nó kiếm được miếng chút xíu đất vậy thôi mà nó cũng ra được cái cây đó. Ok rồi, thằng này nữa. Ok, bên đây thì xong rồi. Bên đây cái này là cây lá cẩm nè, các bạn thấy cái bông màu tím nè. À, còn đây là cây lá cách. Lá cách này thì người miền Tây là biết nó là như thế nào. Mấy cái cây keo thì không cần phải bật lại. Cái này quên cái này nè. Cái này lát lấy cái chậu chùm lên tức. Đó, cái này là xong rồi. Bên đây là xong rồi. Cái này thì mình, cái này là đồ đi biển của mình. Nhưng mà mình gắn nó vào đó mọi người. Nãy đó thì trong đây có cái khế sẵn đó, nó dư mấy cái chỗ cái bỏ thêm những cái cây còn sót lại. Thời tiết ở Houston vui không, mới hôm trước á trời nắng nóng pin nó nở bông, hôm nay phải làm cái đồ cho nó ngủ cho nó tránh lạnh nè, không từ đây những cái cây đó là cây mít đó là nó sống qua cái mùa tuyết đó, cho nên hy vọng là nó lớn được. Mấy cái cây này thì mình không có cần đâu, để nó chết thôi. Nhưng mà mình nghĩ nó không có chết đâu. Đó, xong rồi. Thì đây thì mình có thể thấy được là nó có nở bông hay không, có mình hái. Còn mấy cái này thì nó héo đi rồi nó lên lại, cái gốc nó còn mà. Không sao hết. Cái này thì nó chịu lạnh được. Còn đây mình tủ lên như vậy cho vui thôi. Ok. Ở đây cái nhà kiến thì cái cây lá dứa rồi nè, nó vào trong này rồi đây. Thì thay nước, để mỗi ngày thay nước nó. Ok. Bây giờ thì chỉ còn ở phía trước thôi. Mấy cái cây ăn phở này thì mình không có cần đâu. Mình không cần phải bọc nó lại, nhưng mà nó có đây. Nhưng mà chắc bọc một cây cho nó vui, để mà ví dụ như cần có ăn phở thì ăn. Ở phía trước này á thì mình có một chút mấy cái cây mình cần phải bọc lại. Đó là cái sen đá của vợ mình nè. Chậu sen đá mà vợ mình thích nè. Cái này thì mình cũng không có cần, mình có rồi, nó không có chết được đâu. Rosemary. Bên đây thì có hai cây aloe vera, cái bông của nó ra cái bông nè mọi người. Đây là cái bông của nó nè. Đó. Nó nứt thêm một cái bông nữa đó. Aloe vera của mình nó bự lắm mọi người. Cái này á là nó bằng một bàn tay đó. Nó bự giống như những cái đồ mà người ta bán ngoài chợ bự hơn đó. Hả? Thì chắc mình sẽ bọc nó lại. Rồi cái tắc nữa. Cái tắc ở đó nữa, bọc lại ba cái cây này nữa là xong. Ok. Đó. Cái dàn hoa hồng leo của mình.
vì nó chưa leo tới đâu hết. Rồi cây đu đủ ở đây nó tự động nó mọc lên ở đây cây nữa, kệ nó. Rồi cái vàng này là lẽ ra là vợ mình trồng cho vui, củ cải trắng á, nè ra cái củ cải nè màu trắng, củ cải trắng mà nó ra cái bông đẹp lắm, người thấy cái bông không? Đó. Kỳ lạ, nó có cái bông màu tím ta, nhưng mà nó rất là nhiều cái bông màu tím không biết sao. Đây, ok. Rồi mọi người, như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái video này nó hơi dài rồi đó.